Rồi, một em máy đèn cho anh em, máy giáp bơi trà đèn nha, cho anh em nào cạn độ gà tre ha. Dán nha anh em. Con này về tầm tháng là rất trứng rồi, trứng sao nha. Dán nó liền nha. 1 kg. Ức nè. Dán gà rất là liên lạc nha anh em. Form body của nó nha. Đó, dán rất là đẹp luôn. 1 kg rồi nha anh em. Đã kêu ổ đất rồi nha. Chắc bơi trà của bên em thì em rất là yên tâm. Mà cái mấy con mà cốt nồi đẻ này nữa. Tại cửa dữ lắm. Tại cửa mấy chủ cửa dữ lắm. Anh em nào có chơi là che thì bắt ha. Đang kêu ổ đất rồi đó. Đó, tung quay đó nha. Ok lắm. Con này cán hai hàng trên nha anh em, gọn gàng sạch sẽ. Rồi chào anh em nha.